Di Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Di Đỗ ghé nhà anh Bảy, tội nghiệp. Anh kêu chị hái dừa cho anh uống, tội nghiệp chị quá. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Con nhìn thấy cô kỹ không? Con nhìn thấy cô không? Dạ có. Con tên gì con? Dạ con tên Vi. Con tên Vi hả? Em đi lấy bánh. Vi đây con ai vậy anh? Dạ con của bà chị. Con có đi học không? Có. Vậy hả? Không, tại vì cô không có nhận. Rồi có học cô. Bé đi học nhưng mà cô giáo không nhận quý vị. Mà theo cái kiểu cách của bé nói là bé cũng có dấu hiệu khoái học lắm. Khoái học. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ Duy sẵn đây Duy chia sẻ hình ảnh này lên cho quý vị xem ha. Dạ. 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 Bây giờ Duy được anh Bảy dắt ra đằng sau. Anh Bảy giới thiệu cho Duy cái chuồng dê. Dạ. Cho mấy em nó bánh đi em. Thôi cho bé luôn đi. Thôi kệ cho bé luôn đi, cho bé đi. Lát mình đi, mình ghé kia mình mua thêm. Đó. Nhà anh Bảy có nuôi thỏ. Ồ, đã thiệt ta ơi. Đã thiệt. Ồ, đẹp quá vậy. Đây luôn. Thấy thương quá chị ơi. Thỏ này giống gì anh Bảy? Giống ơi, giống ơi. Ồ, mắt nó xanh lét vậy. Giống nó tên gì anh ơi? Đẹp quá vậy ơi. Quay đây nè. Đâu? Quá đẹp à. Chó dễ thương quá anh. Kêu cái lại mừng nha. Vô. Rồi bây giờ đây nữa là dê ha. Dê. Đó, tiếp tục dê. Bò đây. Anh Bảy đủ hết. Toàn là. Anh Bảy có nuôi chuồng dê nè quý vị ơi. Ok, đẹp quá. Đứng dậy, đứng lên nè. Đứng lên. Đứng lên. Em kè cầm anh này. Rồi, đó cứ cầm cái đi. Đứng lên. Vô chuồng luôn à sao? Đó đem. Đó. Ăn không? Đó, dê gì? Dê này là giống gì anh? Giống xin. Giống sim hả? Xin. Giống xin hả? Bự lắm. Bê giống xin. Đại ca đó hả? Đại ca đứng đó là em qua là nạp hết trơn á hả? Mà sao cột vậy anh Bảy? Sao cột gì vậy? Đủ mẹ nó dí người ta chịu nổi hả? Không cột sao được, không cột nó dí. Bò. Ông nuôi đủ hết trơn ơi, bò dê nuôi toàn cái thứ mắc tiền không nè. Đấy. Anh nuôi toàn thứ quý giá không hả? Con này mấy triệu vậy? Con này nó 4,5 triệu nè. 4,5 triệu hả? Đẻ là hàng này hàng co. Con nó kìa, anh nó biết kìa, muốn liếm rồi kìa. Thân thiện nha. Muốn liếm nó. Bé. Chị phụ qua, đứa chị phụ qua, chụp chị phụ quá. Thân thiện quá. Hai con dễ cưng quá. Ai mà nuôi chứ không bắt không tận tối ngày luôn đó. Chị bán á. Bán hết luôn. Bán hết luôn ha. Mà sao mà nó tới lứa bán hay là sao anh? Cực quá. Cực quá ha. Bây giờ mình phải cho nó ăn ha. Nè. Con này khoảng bao nhiêu ký anh? Con nó khoảng là mấy 4 ký. Con bự hả? Con nhỏ. Con nhỏ này. Con nhỏ là mấy 2 ký rồi. Mới nè. Mới 2 ký rồi. Đó là trường hai ngày rồi thôi. Như vậy là mình ở đây cũng có nhà hàng ta mua chứ. Mua hết, điện cho nó mua. Điện cho nó chạy vô thôi. Mình thắng nhiêu ký? 6 là ngàn ký. 6 là ngàn ký.
85 ngàn cái dây hơi. Dây hơi. Ừ. Dây con gì là chứ cần cái chút tiền. À, cứ bắt cái mà con đó 20 ký anh. Con là mấy ký à? Con kia kìa, con bự kìa. Con nào? Con đó hả? Dạ. Con đó gần mấy ký á? 40 ký. Ừ. 42 á. 30 ký á, đứng dậy. Rồi, em cầm danh thuốc. Chưa để em cầm. 60 này. Rồi chụp rồi, rồi. Có chụp nó. Ôi, chung quá. Mấy dây kia dây nhỏ, còn dây này bự quá. Dây đen nè, dây xanh xanh nè. Dây này hả? Dây này nè. Dây này dây chúa nè. Dây chúa nè. Nó đó hả? Đây nè, dây chúa đây nè. Này nè. Dây 52 tuổi. Dây nuôi 52 năm à. Nuôi 52 năm hết cơm hết cá rồi. Cái con phải mà. Dạ. Dạ, có người tàu thì nghe đi. Alo. Để kêu bác máy. Con vậy mà là con người của tàu liên. Alo. Ông để vô alo là tao kêu bác máy tao biết mà. Alo. Cái gì vậy? Ấy hẹn điện mà. Đưa hẹn cho đây. Ai biết đâu đủ mà đưa đi về đi về chứ biết đâu. Dạ. Chào chị. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em xin dùng ạ. Anh Bảy chị Bảy vui tính quá mấy ngọt, vị ngọt, ơi. Ngọt quá. Ngọt quá. Vừa quá ngọt. À, chị Bảy ở nhà cũng phải đi kiếm đồ cho dê ăn hả? À, đi bằng đêm thì đi cậu mũ. Dạ. 11 giờ là vô tới vườn. Tới 9 giờ sáng, 8 giờ sáng mới về tới nhà. Dạ. Hai chục tí về. Ừ, đi suốt á. Rồi mỗi ngày mỗi làm hả chị? Thì làm hôm đầu vụ tới giờ. Rồi xong rồi về cắt cỏ cho dê, cho bò dọn dẹp nhà cửa. Bởi có đâu có thời gian. Hồi nãy đưa con nhỏ đi học rồi đó mà chưa có tới giờ. Rồi trở về tính nằm chờ cho tới giờ nằm vậy rồi một ngày mình đâu có ngủ được bao nhiêu tiếng đâu. Ủa hổng mập lắm nay ốm đó. Đúng rồi, thức đêm này là ốm dữ lắm. Ủa là ốm bởi giờ ngồi đâu là ngủ rồi. Anh Bảy ốm chừng 70. Đây chồng con Thư hai đứa. Dạ chồng Thư hai đứa cũng may bắt trở về được à. Ai trở? Ai chân già nó về chứ. Tôi về 300. Đủ quá. Đi dữ lắm, đi xuống. Trời đâu nhỏ, trời ơi. Trời ơi. Ấy nó tu kìa. Vì vô tình gặp đứa bé này thấy thương quá vậy, bé gái. Bé có đôi mắt không được lành lặn như vậy, thấy thương quá, bé ham đi lại đi học lắm nhưng mà vô cô giáo không nhận như vậy. Cái gì cũng biết rồi, cô giáo thời buổi này mà không đâu có đạo đức đâu. Bữa nào chị điện thoại chị hỏi anh Bảy ở đâu á, là anh nói anh đi ngoài đường, chị nhớ kêu ảnh bắt càng nha. Mình không có biết được đâu. Con cháu với cái việc tôi có uống trà. Cái bao hèn, cái bọc hèn, đựng nó vô rồi. Con biết con nay con nhiêu tuổi không? Dạ 7 tuổi. Con 7 tuổi hả? Hồi nãy con nói con tên gì? Dạ con tên Vi. Tên Vi hả? Dạ. Rồi ba mẹ con đâu? Ba mẹ đi bỏ mất tiêu rồi. Ba mẹ đi bỏ mất tiêu rồi. À con sống với ai? Dạ sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại. Rồi út lân nữa. Ừ. Bà ngoại con làm nghề gì nuôi con? Dạ nghề đi làm. Bà ngoại con đi làm mà con biết bà ngoại con đi làm gì không? Dạ làm xí nghiệp ạ. Làm xí nghiệp. Sao không quay cho lính lên đụng của bốn cái ổng mà cái đụng nhà cho biết coi. Dạ. Cao hơn. Mấy mẹ. Ủa. Ừ, đây nè. Hả? Mẹ mới chưa hẹn đâu. Thấy hoàn cảnh này. Thiệt tình. Bảy mẹ nó cho qua. Đâu quý vị.
được. Ui, chú, đâu ăn được đâu. Không có được thế này. Ừ. Tới nhà anh Bảy có cây me kìa. À. Me này me gì anh Bảy? Me chua. Trái hai trái thôi bé, chứ nhiều vậy chua lét đó. Nấu ừ, chừng nào nấu? Cá đó. À, à. Ừ. Trái bự bự không anh út? Kéo kéo xuống em kéo. Ừ, cái dòng này dai mà con nội luôn. Kéo xuống nội. Đúng rồi. Me mà nấu qua đó. Dạ. Nè trong đây nó. Có cây đó me ngọt. Dạ. Rồi. Hai cái bà cái nàng này mà anh mà cho đứng vào cây me lần lát là tàn sát nguyên cây me luôn á. Bà này cái gì chứ vàng bạc cho quá bông khoái gặp mèo khoái lắm. Nè con vàng nó còn khoái em nè. Ừ. Mừng hả con? Rồi thôi, ghé thăm anh Bảy ha. Rồi cảm ơn anh Bảy. Thăm gì cũng đi luôn, thăm gì? Không có lại đâu thăm. Ông đi luôn hả? Hen. Bể muốn thơm hen. Sự nghiệp anh Bảy chị Bảy cũng khó khăn nhưng mà anh Bảy chị Bảy cũng ráng lo làm lụng vất vả cái gì. Ở đây thì quý vị biết rồi, đa số công nhân đi làm cạo mũ cao su mướn như đâu quý vị. Chị đi làm chị là về tối cũng... là không có ngủ được, tại vì giờ quằn quằn việc nhà là tới 9 giờ mới lên ngủ. Bởi vì ngủ đủ là cái 10 giờ rưỡi là cài đồng hồ có thức 10 rưỡi ngồi dậy. Dạ, yeah, được con tiếng rưỡi à. Cái pha cà phê dẫn cho thức. Pha cà phê uống, pha xong là bỏ pha vô ca phít nó đó, cái phít keo đó phít đem đi. Đặt một đá bỏ đi còn miếng uống nóng ăn cho mình tỉnh ngủ liền. Mình mới chạy xe được. Bởi vì chạy vô tới chỗ là 11 giờ. Ừ. 1 giờ xong thì nói thẳng là đem nước đi chứ không có thời gian lễ lời uống. Cũng không dám uống tại vì mình đi tới 2 giờ. Không có ngồi nghỉ đâu. Vậy rồi, mỗi đêm nhà chị làm được bao nhiêu, tính ra một tháng chị được bao nhiêu tiền? 7.3 triệu. Trời ơi. Nguyên đêm mà có một tháng có 7.3 triệu. Cả ngày cả đêm luôn. Ngày quần quật nuôi chăn nuôi này một, kia. Một giường vậy là cạo 130 luôn. Rồi. Còn gì? Con vườn kia thì 101 tay cạo không có rút. Rút nữa là không bảo. Ngoại có mua thuốc cho con uống chưa? Chưa. Đây cũng một hoàn làm xí nghiệp. Đây cũng một hoàn cảnh đặc biệt nó vậy. Nó còn nó dòm ngó bé này. Vậy hả? Ba nó bỏ hồi nhỏ rồi mẹ nó giờ có chồng khác cũng bỏ luôn. Tại có chồng khác có con rồi nha. Dạ. Nè, trên phố không có đủ cho cái nữa. Bỏ học xe đi. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Bảy. Ở đây thì nói chung cuộc sống ta cũng khó khăn, anh em làm đây nhưng mà anh rất hào phóng. Cứ hôm qua giờ cứ cho di tùm lum tà la hết, cho me cho này cho kia, rồi me Thái Lan ngọt cái gì. Đó, rồi giờ lại nhà chặt dừa cho uống, rồi giờ còn bẻ đu đủ cho nó, tội nghiệp anh quá. Dạ, ở đây cây me Thái nè anh, trái sum xê luôn. Ôi, sao hay vậy ha, sao mà cây me này em nghe bên Thái trồng mới được mà giờ Việt Nam mình trồng cũng được ha. Cây me. Cây me Thái. Thôi được rồi anh, hả? Me nhiều coi. Cây me sáng Thái cho rồi. Cho xí vịt. Cái miếng me nữa nha. Dạ. Miếng me đi. Bạc Hà 60 bò đó. Miếng me đi. Phố là có me. Dạ. Ở trên đó đâu có me đâu. Trên đó me không có. Đi vô siêu thị mua được một cục. Bỏ cái lên vô. Yeah. Giờ anh này giữ nhà rồi. Ừ. Có hai anh vàng này. Người ta đang giữ con mà. Đi theo luôn. Ừ. Nó đang nuôi con hả anh? Đâu có đâu. Có hai anh vàng nè. Chụp ra, chụp cái quần dừa ra. Chụp đậu mẹ qua chụp dừa mới về mới hay. Đó, vừa trên đó. Anh vàng nó cũng mới quay thêm đó. Hai con này chắc đi theo á. Vậy coi cái dừa rất nhiều hoài ha. Nhìn đẹp ghê ha.
Đây là của nhà anh Bảy. Anh Bảy là bạn với lại anh Sáu Việt của Duy cái gì. Anh cũng hào phóng lắm, anh dắt Duy đi đây đó thì anh nãy giờ qua giờ anh cũng cây nhà lá dừa, nào là me, nào là chặt dừa cho, rồi cho đu đủ, rồi giờ kêu chị thêm giặt me nữa. Đừng đạp em con, đừng đạp chị. Mẹ xịt thuốc á. Quay mấy gái này làm gì xót xa quá. Mọi người chặt cái lọt cái này thôi. Có tấm lòng quan tâm đến mấy gái này quý vị. Cha mẹ bỏ, giờ sống với ngoại, ngoại cũng nghèo, ngoại đi làm công nhân cho anh ta. Bé rất ham đi học, nhưng mà nghe nói du học mà cô giáo không nhận cái gì. Nhưng mà ai hỏi bé có đi học không, bé nói có mà. Và chứng tỏ rằng là niềm đam mê bé đang có cái gì. Xã hội đừng kỳ thị, hãy giang tay và nuôi dạy cho bé, để bé thành người. Bé chỉ bị đôi mắt vậy thôi, chứ cách nói chuyện cũng như là cách phát biểu của bé thì cái não của bé không có vấn đề. Nhưng mà tại sao bé đi học mà nhà trường lại không nhận? Cái gì thấy có bất công lắm không? Là chúng ta khuyến học chỗ nào, chúng ta yêu thương trẻ em chỗ nào. Thôi Duy không nói nhiều, đây là những điều nhạy cảm, để quý vị tự bình luận nha. Thôi Duy xin phép cảm ơn quý vị đã xem clip của Duy, và Duy xin phép được tạm ngừng clip đây hang quý vị. Duy bye quý vị. Chúc quý vị luôn luôn bình an và hạnh phúc, và luôn luôn yêu thương nhau ha.